Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Vâng, đối thủ Canada. Anh đánh Gambit vua. Nước quen thuộc của CTC. Chém luôn con này. Về tượng. Rồi đây mình sẽ nhập thành. Ra đấy. Đây mình đã hơn 2 tốt rồi. Đây mình sẽ lên tượng để xem nào. Có thể chắn tượng vào đây. Sau đó nhập thành. Đấy đuổi đi. Lên hậu. Chết rồi. Xe ghi mã rồi. Vâng, không nhìn thấy. Quá hay. May quá. Ở đấy mà hậu ăn tượng thì mã mình không ăn lên được, đã bị ghim. Lại lên đấy. Rồi bây giờ mình sẽ lên mã đây và phát triển lên vị trí E4. Chí rất đẹp. Nhập trước nhỉ. Nhập trước đi. Long mã lên đấy. Lên tượng. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt tượng. Chịu thua luôn. Nhanh vậy. Đây. Bây giờ. Ghi manh à?
Vâng, Chelsea đang giữ lại. Ở đây mình không ăn tốt. Có thể là đen có lợi thế phát triển hơn. Liên hậu đấy nhập cái đã. À chết, xuống xe đây. Mình ra đây. Chiếu với xem sao. Có nước sau mã sẽ bay ra đây. Để hậu đổi. Việc luôn. Vào xe. Về đấy. Chelsea vẫn đang tấn công. Chúng ta xem đèn nó chạy hậu đi đâu. Ra đây à? Lên đấy. Vâng, để anh vẫn giữ được con tốt này. Bây giờ mình sẽ tấn công vào tốt này. Lên tượng. Rồi, nếu mình ăn thì tốt ăn lên. Chúng ta thấy là xe sẽ mở cột tấn công vào tốt yếu của mình. Rồi, giờ ăn được rồi. À đây. Chạy mã mất tốt. Okay, dí lên đã. Cứ bình tĩnh, không có gì phải vội vàng. Con tốt này là nào cũng chết rồi. À thế thì không được. Bây giờ ăn thì cũng không hết được. Khoái phết nhỉ. Mũi né đi. Chết rồi, bắt xe rồi. Phanh. Thiệt 3 điểm. Có lẽ anh muốn chui hậu vào đây. À đây đuổi tượng, đuổi tượng. Về đây à? Đuổi mã luôn. Vâng, nhưng nó chạy rất lòng vòng phía nào của CTC. Dí lên. Hết giờ. Giây. Rồi. Máy tích tắc.
Ok, ván đấu